Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Thanh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Các bạn ơi, mình đang ngậm một cái kẹo ho, nói kiểu giống như là đang ngậm cái gì. Các bạn thông cảm nhé, tại vì nó ho quá. Ho lắm, mấy hôm nó đỡ rồi hôm nay lại. Hôm qua nay lại thấy ho kinh khủng các bạn ạ. Không biết là có phải là mình bị Covid không? Thì hôm nay mình có một cái chủ đề. Tại sao mà rất nhiều người sống ở nước ngoài suốt ngày than đắt đỏ, than nọ, than trai nọ kia, thì lý do tại sao mà cứ than thì mình cùng các bạn bàn luận nhé. Và cũng không quên, năm mới xin chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, may mắn trong cuộc sống. Và nhớ cho U70 cái like các bạn ơi, ủng hộ U70 nhá. Và cũng không quên, cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Có một số em, cháu, trời ơi, yêu thương U70 thôi rồi đấy. Có những cái comment mà mình đọc mình rất là cảm động. Chính vì lẽ đó mà mình nhiều khi cái kênh của mình nó chả kiếm được tiền, nó chán hay là chán, nhưng mà mình vẫn không muốn dừng lại. Dừng lại thì nhớ các em, các cháu lắm. Em các cháu rất rất là dễ thương, trời ơi, dành thời gian cho chị, cho cô, ai cũng thế, thì có phải mình sướng không? Ok, thì bây giờ mình đi vào chủ đề chính nhé. Lý do tại sao mà nhiều các cái Việt kiều suốt ngày than là đi nước ngoài một ngày làm mười mấy tiếng đồng hồ, tiền không có, trả thuế, trả cái suốt ngày trả thuế, suốt ngày phải chi trả. Cái gì cũng mua bán đắt đỏ. Thì tại sao? Kêu thế thì sao không về đi? Ai bắt ở đây mà cứ phải mà cứ than? Các bạn nên nhớ rằng tất nhiên là nó đắt, nhưng mà nếu các bạn làm một ngày, có thể các bạn tiêu được một tuần hoặc là hơn một tuần cũng có. Nhưng nếu ở Việt Nam mình nói đây không phải tất cả nhá. Có lần trước mình làm video đấy, có người vào chửi mình, kêu là mày so sánh với một cái nước nó phát triển hàng bao nhiêu năm rồi, mày so sánh với mày đầu mày không có não, mày đầu mày đất sét với nó kia. Trời ơi, mình nghe mình rất là buồn. Các bạn cho phép mình so sánh, bây giờ phải so sánh thì mới biết và mới phấn đấu được. Bây giờ các bạn cứ nói là ở Việt Nam, ôi dồi, cái gì cũng rẻ lắm. Mua cái gì cũng rẻ lắm. Đúng, rất là rẻ. Nhưng tại sao mọi người dân không có tiền mà vẫn phải cần những cái sự hỗ trợ của nước ngoài? Ví dụ như mình mua một cái quả dứa nhá, quả dứa ta ấy, nó ngon chứ ở bên nước ngoài ấy, chỉ toàn kiểu như dứa Tây, cái mắt nó bằng bằng ấy, mà đắt lắm, 3-4 đồng một quả. Tùy chỗ người ta bán hơn 2 đồng cũng có. Thì nếu như tính ra tiền Việt Nam ấy, một đồng một euro, bây giờ mình cứ gọi cho 25, tỷ giá 25 đi, 2 euro là 50.000 và 3 euro là 75.000 đấy, khoảng đấy. Thế 75.000 các bạn ở Việt Nam cũng mua cả gánh, đúng không? Nếu quy như thế thì thấy nó rất là đắt, nhưng ngược lại thì nó lại không đắt. Ví dụ như là ở Việt Nam các bạn đi làm cật lực, làm ở cái chỗ mà rất là vất vả, cũng một ngày mà mấy tiếng mà làm ca làm kíp nhá, đi làm công ty ấy. Nhưng mà nghe nói là công ty bây giờ người ta sa thải rất là nhiều rồi, người ta đóng cửa rồi, cho nên người dân mình thấy kêu nhiều lắm, kêu thôi rồi đấy, kêu là không có việc làm rồi, tiền không có, kêu oai oái, mà rất là nhiều người khỏe mạnh hẳn hoi, khỏe mạnh có chân có tay, nhưng mà vẫn cứ cần sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Tất nhiên là mình thì không giúp đỡ, mình không có mình giúp đỡ, nhưng đây là mình nêu lên cái sự thật. Nếu như bạn làm một tháng mà những cái chỗ mà, đây là mình nói những người mà không có văn hóa nhé, làm lao động chân tay á, còn những người văn hóa bằng cấp thì hoặc là đi làm cho các công ty nước ngoài tháng mấy chục triệu thì cái đấy mình ngoại trừ, cái đấy mình không nói rồi, nhưng cái số lượng đấy rất là ít. Thì mình đây là mình so với cái những người mà
người dân lao động chân tay bình thường như ở bên nước ngoài này, người ta lao động chân tay bình thường thì một tháng thì mình cứ gọi cho được 10 triệu đi, 10 triệu thì mà thậm chí phải làm ca kíp. Ca kíp mà bây giờ mong còn chẳng có việc mà làm ấy, nhiều người kêu lắm. Thì 10 triệu, 1 triệu là bao nhiêu nhỉ? 100 euro là 2 triệu rưỡi, 200 là 5 triệu. 200 là 5 triệu với 400 là 10 triệu à? 4 đầu óc bà già rốt. 100 là 2 triệu rưỡi, 200 là 5 triệu. Đúng rồi, 400 là 10 triệu, 400 euro. Nhưng nếu như ở nước ngoài nhá, những cái nghề mà người ta làm, những người mà mình nói như ví dụ ngành lai này, là thậm chí người ta làm một ngày 200-300 thu nhập. Thế còn những người bình thường ấy, ít ấy, thì một ngày cũng hơn 100, hơn 100. Thế mà nếu như nói mà so ra ấy, thì nó rất là đắt đỏ. Nhưng đồng tiền mình kiếm ra được, ví dụ như một ngày kiếm được thì các bạn có thể tiêu được tuần hơn tuần. Nhưng mà Việt Nam thậm chí làm ngày nào ăn ngày đấy không đủ ăn. Mình nói cái này là có thật. Trừ ngoại trừ những người bằng cấp, lương cao, hoặc là đi làm cho các cái công ty, hoặc là những người mà có chân rết buôn bán từ xưa đến nay, nhà có điều kiện. Còn những người dân bình thường, các bạn có thể so với những người mà ở nước ngoài này, những dân đi làm bình thường đi, thì người ta thu nhập nó đắt nhưng mà nó vẫn còn có tiền để ra được. Ví dụ như là đồ ăn ấy, nó đắt như thế nhưng mà vẫn có tiền để ra đấy chứ. Ở Việt Nam á, làm ngày nào ăn ngày đấy, thậm chí không đủ, nhất là ở trong cái gì miền Tây hay cái gì đấy. Mình nói cái này, bạn nào ở miền Tây thì đụng độ thì các bạn thông cảm, những cái này là mình xem trên YouTube nhiều thôi chứ mình cũng không bịa đặt gì cả. Mà cái này cũng không phải là tất cả là miền Tây nó là như thế, nhưng mà có rất là nhiều cần cái sự hỗ trợ của nước ngoài, người ta giúp đỡ. Nhà nghĩa là nhà rách vách nát, cái nhà trông nó thật, nói thật chứ không bằng cái lều vịt ở ngoài Bắc, không bằng cái lều vịt. Rồi nhà thì lập quây bằng tôn, nóng chết đi được ấy. Lập tôn, các bạn nào các bạn cứ tranh thủ, các bạn ở Việt Nam các bạn cố gắng đi ra ngoài Bắc ấy, tỉnh nào cũng được, các bạn tham quan đi. Nhà cửa người ta nhà cao cửa rộng san sát, kể cả những nhà nghèo bây giờ cũng không có cái nhà mà kiểu như dạng như ở trong đấy. Ở trong đấy người ta quay, ôi dồi ôi, mình thấy nhiều nhà nghèo lắm, ăn không đủ ăn, rồi có những cái hoàn cảnh khó khăn, con cái thì không được đi học, mù chữ đến mấy đời đấy. Các bạn xem như cái thằng Thanh Thẻ mà bố nó bị tai nạn đấy, bây giờ là cô Hoàng Hường cô giúp đỡ đấy. Bây giờ nhà nó mù chữ 4 đời, không phải là 3 đời. Mà cũng may là bố nó chết, bố nó phù hộ cho. Bây giờ nó cũng biết đối nhân xử thế, như là cô Hoàng Hường cô ấy giúp đỡ. Nó nở mặt nở mày, trông nó rất là sáng sủa. Mà mù chữ thì nghèo không có tiền, rất nhiều người nghèo không có tiền. Tất nhiên ở ngoài Bắc ấy cũng có một số nghèo không có tiền nhưng mà ít lắm. Những cái vùng sâu vùng xa dân tộc thôi, nhưng mà ít lắm, ít. Còn những người ở bình thường, những cái miền Trung Du hoặc là những cái miền đồng bằng ấy thì thôi rồi, nhà người ta rất là có điều kiện. Mà Việt Nam ấy là mình thấy ấy, họ cứ kêu thôi, nhưng thật ra ấy, mọi người không chịu lao động, không chịu lao động, không chịu bươn chải, không chịu vất vả. Như ở bên nước ngoài này, bên nước ngoài này, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, chăm chỉ làm, chịu khó một ngày mười mấy tiếng đồng hồ không có ngủ trưa. Còn ở trong miền Tây ấy, mình vào một cái nhà đấy nhá, cá của nó ở các cái ao nó nhiều dã man các bạn ấy, nhiều lắm. Mà muốn bắt cá là ra đụng đụng nước một cái là lấy cái gì đấy trao là bắt được về thịt, rất là đơn giản. Thế mình mới nói là tại sao không bắt để mà đi ra ngồi bán, không chịu đi làm, không chịu ngồi bán.
rồi có một nhà ấy là con gái không đi làm các bạn, không chịu đi làm mà đã sang đi bên sang bên gì nhỉ, Malaysia cái gì đấy, lấy chồng người Malaysia xong sau bỏ nhau về, nhưng mà không có đi làm cái gì, cứ ở nhà thôi, cái nhà thì che chúm, nếu mà mưa thì nó hắt nó dột. Nhưng mà mình thấy lạ thay ấy là những người ở Việt Nam ấy, những cái phụ nữ ở Việt Nam không đi làm như thế, nhưng mà sang nước ngoài nó khác hoàn toàn luôn. Người nào cũng đi làm mà chịu khó chăm chỉ còn hơn là người ngoài Bắc ấy các bạn ạ, chăm chỉ chịu khó lắm, người ta thay đổi như thế. Nhưng mà tại sao ở Việt Nam không chịu đi làm, các cái bà đàn bà không chịu đi làm thì cứ kêu là ở nước nước ngoài mua cái gì cũng đắt đỏ, nó đắt nhưng vẫn còn kiếm ra tiền mà mua. Giả sử như các bạn ở Việt Nam ấy thì không bao giờ, nếu mà nói đến làm ra tiền để mà mua đất mua nhà bây giờ thì chắc mơ không bao giờ có, không bao giờ có, không bao giờ có khả năng. Nhưng nếu các bạn ở nước ngoài, bạn chịu khó đi làm 5 năm trở ra, bạn không hưởng một cái chế độ gì của nhà nước không hưởng một cái chế độ gì của nhà nước thì 5 năm bạn có thể mua được nhà, mua được xe ô tô. Nếu như mình nói đến đây thì các bạn nói là mua được nhưng mà tiền đi vay, tiền của có phải của mình đâu. Nhưng đi vay ở đây á là người ta ngân hàng người ta cũng xét, người ta bắt mình phải có bảng lương chứng minh thu nhập này, có khả năng để trả được không người ta mới cho vay, chứ không phải là ai cũng cho vay, không phải vay là đơn giản dễ dàng. Với lại như thế này, người ta tính nó cũng từ từ dần dần thôi, giống như là ví dụ như bạn mà đi thuê nhà nhé, 30 năm sau vẫn là nhà của người ta, bạn đi thuê vẫn bạn ra vẫn là tay trắng. Giả sử các bạn đi thuê một cái nhà hai vợ chồng hai đứa con, nên mình cứ gọi cho bình quân nhé là 700 700 800 một cái nhà đấy, hai vợ chồng hai đứa con. Nhưng nếu bạn đi mua bạn trả dần thì bạn cũng trả cũng khoảng đấy thôi, nhà băng người ta quy định bây giờ cũng không phải ai cũng trả 30 năm, mà nhà băng người ta tính giả sử như là nhà bạn ít người, nhà bạn ít người và lương của bạn cao thì không phải là trả 30 năm, thậm chí 10 năm 15 năm là hết thôi. Thì cái tiền mà mình đi trả trả dần nhà băng như thế thì mình trả dần như thế sau này hết là thành nhà của mình. Nhưng nếu mình đi thuê thì cứ vĩnh viễn là không có nhà, vẫn là nhà của nhà nước. Chính vì là người Việt mình tính như thế cho nên ai cũng phấn đấu để mua nhà, mua xe cũng thế. Xe thì thật ra ấy, ở bên Mỹ thì mình thấy là cái điều kiện đi lại hình như nó khó sao ấy, ai cũng phải là phấn đấu có xe. Nhưng mà ở Đức này ạ, không quan trọng phải có xe hay không các bạn ạ, phương tiện đi lại rất là tiện, rất là tiện, rất là dễ dàng, ở đâu cũng thế, kể cả quê rồi thành thị. Là người ta ở thành phố lớn thì nó có cái gọi là Transit van rồi xe bus, nhưng mà ở thành phố nhỏ thì nó không có Transit van nhưng mà có bus 5 phút, 10 phút, 15 phút có một chuyến, rất là tiện, đi đâu cũng rất là tiện, không có cần phải có ô tô, không có ô tô vẫn cứ bình thường vẫn vô ok. Nhưng mà nhiều người thì quan niệm là gia đình là phải có cái ô tô, những lúc mà đi mua đồ ăn rồi đi đi này cái khác ấy, để nó có cái ô tô nó tiện ok, nhưng mà cũng không sao. Mua xe thì cũng có người là người ta có khả năng người ta trả hết, kể cả mua nhà người ta có khả năng trả hết có sao đâu, nhưng mà không có khả năng để trả dần. Nhưng nếu ở Việt Nam bạn có khả năng để bạn mua để trả dần không? Không bao giờ có tiền để mà mua nhà mà trả dần, mua ô tô trả dần, không bao giờ có. Còn đi làm thì tất nhiên phải đóng thuế, cái gì cũng phải đóng thuế, cái gì nếu như so ra thì cái gì cũng đắt đỏ, cái gì cũng vất vả, nhưng mà làm nó vẫn ra đồng tiền. Tại sao mình khẳng định như thế? Tại sao ở Việt Nam mà lại không vội viện trợ cho người nước ngoài đi, mà nước ngoài cứ phải viện trợ về Việt Nam, giúp đỡ anh em rồi cho tặng rồi nhiều người thì
Mạnh Thường Quân thì giúp đỡ những người hoàn cảnh ở Việt Nam rất rất là nhiều. Và bây giờ mình quay lại cái mua đồ ăn nhá, mình quy định đồ ăn. Mình ví dụ như là đồ ăn như cái quả dứa chẳng hạn. Nhưng mà mình vẫn tính ra tiền Việt Nam ấy thì ai cũng bảo đắt. Nhưng mà vẫn có khả năng mua được. Còn ở Việt Nam nó rẻ. Rẻ là rẻ, mình so đấy thôi. Mà rẻ là rẻ so với những người có tiền. Còn những người không có tiền vẫn không thấy rẻ một chút nào. Không thấy rẻ một chút nào cả. Bây giờ ví dụ như bà chị gái mình ở Việt Nam, bà ấy đi nhặt vỏ chai, cứ bình quân mỗi ngày được 20.000. 20.000 mà nếu mà mua một cái nải chuối, chuối tiêu cái gì đấy, là thậm chí là có lúc là 20.000 một nải, có lúc thì 15.000, 12.000 một nải đấy. Mà một ngày đi nhặt vỏ chai mới được một nải chuối hoặc là hơn một nải chuối, ai dám mua? Nhiều khi ấy, tính ra thì bỏ rẻ thôi, nhưng mà rẻ là rẻ với những người có tiền, còn những người không có tiền không bao giờ thấy rẻ các bạn ạ. Còn ở Đức nó đắt, nhưng mà vẫn có tiền, vẫn có khả năng mua. Nhiều người ở nước ngoài này, cuộc sống vẫn đàng hoàng, trong cái đó còn giúp đỡ anh em ở Việt Nam, giúp đỡ cha mẹ, rồi nhiều người về Việt Nam đấy. Nhiều người người ta về, người ta còn mở kinh doanh, xây khách kiểu như xây khách sạn đấy, có khách sạn rồi, rất rất là nhiều. Và ăn uống cũng thế, ăn uống thì tính ra thì nó đắt, nhưng mà vẫn còn có tiền mà trả, mà vẫn ok. Còn ở Việt Nam ấy nó rẻ nhưng mà không có tiền mà mua, đúng không các bạn? Thế bây giờ mọi người là cứ than à, ôi dồi ôi, ở Việt Nam sướng lắm, sướng lắm, cái gì cũng rẻ, rồi ở nước ngoài vất vả khổ, đi làm này suốt ngày phải trả thuế, mua cái gì cũng đắt đỏ không dám ăn. Việt Nam nó rẻ là rẻ so với những người có tiền thôi, những người không có tiền thì lấy đâu mà rẻ. Đấy, mình ví dụ như bà chị gái mình, bà ấy đi nhặt vỏ chai đấy, một ngày được có 20.000 thì được hơn một nải chuối một tí, có ai dám ăn? Thì rồi nhiều cái khác nữa, ở Việt Nam bán cũng rất là đắt chứ không có rẻ. Thì ở nước ngoài này á, mình thấy cuộc sống vẫn ok. Giả sử như cái đồ ăn của đồ ăn châu Á thì mình vẫn hay thường gọi là đồ ăn châu Á, ví dụ như là ở Việt Nam người ta nhập sang chẳng hạn như quả vú sữa này, rồi quả thanh long này, thanh long thậm chí chỉ bé bằng cái nắm tay này thôi mà 5 đồng một quả các bạn ạ, 5 đồng một quả nhưng mà rất ít người mua. Rồi dứa, cái quả đại dứa ta đấy, bé tí bằng nắm tay này cũng 3-4 đồng, nhưng mà ít người mua lắm, mua cái loại dứa kia thôi, nó to nhưng mà cũng ngon. Rồi thì nói chung là đồ Việt Nam, rau cần, rau muống, tất cả mọi cái nó rất là đắt, nhưng mà có phải ngày nào cũng ăn đâu, cũng không nhất thiết. Ăn rau của Đức cũng ok mà, có gì có làm sao, có phải là rau Việt Nam nó rất là đắt đỏ. Ok thì những bạn mà sống ở Việt Nam ấy, sang ấy thì này, nhất thiết là phải ăn cái đồ đấy, nó ngon, nó thích. Thì thỉnh thoảng vẫn mua vô tư mà, vẫn mua vô tư. Thế còn những người đấy mình nói á, chịu khó làm ăn, chăm chỉ, thì 5 năm sau bạn mua được nhà, được xe, và đánh nhoằng một cái mười mấy năm thành nhà của mình luôn, đàng hoàng. Nhưng các bạn ở Việt Nam thì không bao giờ có, không bao giờ có tiền. Cái cháu mình đấy mua cái chung cư có 2 tỷ mấy thôi mà cũng không có tiền mua, bố mẹ phải hỗ trợ. Cho nên là cái gì cũng thế, rất là nhiều khi cứ kêu nhưng mà không nên kêu các bạn ạ. Các bạn phải so sánh, các bạn phải xem là các bạn phải xem là nó đắt nhưng mà vẫn còn làm ra, nó vẫn còn có. Tại sao nó đắt nhưng mà những người nước ngoài người ta vẫn có tiền, người ta vẫn sống đàng hoàng, ung dung. Rất là nhiều mà những người người ta ở bên này rồi, bây giờ người ta mua nhà,
ngôi nhà riêng rất là nhiều. Nhưng mà ở Việt Nam thì không bao giờ, chỉ có những người mà người ta có đất, có nhà từ thuở ngày xưa, nó còn rẻ thôi, còn bây giờ nó đắt thì không bao giờ mua nổi. Nên các bạn nên nhớ rằng mình đừng có kêu đắt, đừng có so sánh. Không có so sánh, đừng có kêu đắt thì cuộc sống vẫn ok, vẫn tiêu pha, vẫn thoải mái, vẫn đàng hoàng. Ngay bản thân mình đấy, lúc mình đi sang, các bạn biết không, mình đi sang duy nhất bắt lúc bắt đầu đi hai bàn tay trắng, có mỗi một cái bàn chải đánh răng và một cái khăn rửa mặt mang đi. Đấy là cái đồ kỷ niệm của mình, ông chồng cũng mua. Thế rồi sao mình về mình mua được cái nhà đấy, ông ấy giờ ông chiếm đấy, rồi thì mình lôi bao nhiêu anh em con cháu sang, năm người tất cả, ba anh em và hai đứa cháu, lôi sang tất cả là tiền của mình hết, toàn tiền mình ứng ra chứ ở Việt Nam đấy đâu có tiền. Và mình giúp đỡ như thế, rồi những người người ta sang, người ta tự người ta lo cho nhà người ta, tự người ta xây dựng lên. Còn nếu ở nhà, để ở nhà thỉnh thoảng cho 100, 200 trả là cái gì cả, nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng mình cho sang người ta sẽ làm giàu cho gia đình người ta. Chính vì nghĩ thế cho nên là mình cho sang. Đấy nè, các bạn đừng bao giờ so sánh, đừng bao giờ kêu là nước ngoài đắt đỏ, cái gì cũng đắt, suốt ngày phải trả thuế, rồi tiền này tiền trai tiền nọ tiền trai tiền tiền này tiền khác đắt. Tất nhiên so với Việt Nam nó đắt, nhưng mà tiền ở đây làm ra nó lại cao. Thế là cho nên là nó không đắt một chút nào các bạn ạ. Thì các bạn đừng có than, đừng có kêu nữa. Nếu bạn nào than mà kêu ấy thì các bạn phải nhìn xa trông rộng. Mà nếu không thì về nước đi, có ai bắt phải ở đây đâu. Có ai bắt phải ở đây đâu mà suốt ngày than. Ok nhá. Xin dừng video ở đây, mong các bạn ủng hộ U70 nhá. Bye bye.